Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình này góp nhận 100 USDT đến từ sàn KuCoin các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 50 lucky may mắn thôi các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn KuCoin các bạn. Sau đó các bạn click vào link sự kiện này các bạn. Rồi. Dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email các bạn vào nè các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền USD trên sàn KuCoin để sau này có bạn nào win thì tôi cần phân phối về sàn nha các bạn. Bạn nhập vào avatar của mình nè. Các bạn copy cái USD này nè các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè. Thì mọi thông tin chi tiết mình có để dưới phần link mô tả dưới video, các bạn vào tìm hiểu nha các bạn. Rồi mong bấm gỡ là xong. Ôi trời. Rồi đây thì những thông tin của trên tờ Twitter nó các bạn có việc theo dõi nha các bạn. Để lấy thông tin của nó. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.